Các bạn thấy không? Từ cái logo, từ cái mặt lưới nó rất là chắc chắn và nhìn cái độ hoàn thiện rất là cao. Đấy. Hôm nay là mình cho các mọi người trên cái thùng coi shipping từ bên Đức về á, cũng là mắc Angelina ha. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Thiên Vũ nha. Video ngày hôm nay Vũ sẽ cho các bạn coi một dòng sản phẩm mới của SE. Thật ra nó đã ra nó lâu nhưng mà hiện tại đây là một sản phẩm các bạn có thể nói là có mặt Việt Nam cũng rất là ít người biết đến, và sản phẩm này nhập từ Đức về. Và đây là sản phẩm SE của thương hiệu, và đây là một giải pháp, và con này rất là khủng các bạn ha. Với cái cấu hình như cơ bản như thế này thôi đã được tiết giảm lại cho khách hàng, nhưng mà cấu hình này cũng đã gần 150 triệu chỉ đơn giản những cái loa như thế này thôi các bạn. Và hôm nay Vũ sẽ giới thiệu các bạn cái dòng E-Line của SE, Desert E-Line. Thì các bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái sản phẩm này, các bạn có thể truy cập seautotechnic.de của Đức, ở trang web tại nước ngoài, các bạn có thể tham khảo chi tiết của dòng này. Giờ mời mọi người cùng Thiên Vũ, chúng ta sẽ đập hộp từng cái con này ra, coi cái thiết kế bên trong, và mình Vũ sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu cho các bạn cái cấu hình cũng như cái thông số kỹ thuật của con này và thực tế hình ảnh của nó như thế nào. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây, đây là dòng cao nhất của dòng IC E-Line, các bạn tự gọi là E-Line đó bạn. Đó là X38, đây là cũng như là dòng cao nhất. Một thùng như vậy là sẽ có một cây. Nó hôm nay các bạn thấy nó gọi là cái column array, và nó là phân khúc là full range. Đấy, made in China. Rồi, ok ha các bạn ha. Thì các bạn thấy ở đây made in China đúng không? Là lắp ráp China, nhưng mà các bạn sẽ coi kỹ ở đây. Bạn có thể cameraman zoom giúp mình đây. Cây này được vận chuyển từ Germany đi về Việt Nam. À, các bạn thấy rồi, vẫn là made in China nhưng mà được vận chuyển từ Đức đi về Việt Nam các bạn ha. Đó, shipper pin rất là rõ ràng. Đó, để mình để cho các bạn thấy như vậy để các bạn hiểu là một số khách hàng chúng ta vẫn mừng tượng về những sản phẩm made in China, vẫn là nhập trực tiếp từ China, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy. Một số sản phẩm nó được là nhà máy được hãng lắp tại China thôi, nhưng mà còn cái phân phối thì nó sẽ tùy vào nhà hãng, họ đặt ở vị trí đâu họ sẽ giao hàng ở đó. Có những cái trường hợp ví dụ như là hãng muốn xuất trực tiếp từ China đi qua bên kia luôn cũng được, nhưng mà nếu mà China không có hàng thì họ sẽ ship trực tiếp từ bên nhà hãng, từ bên Đức về cho các bạn luôn. Vũ thông tin thì mọi người thấy rất là rõ ràng đúng không? Rồi bây giờ cái dòng IC này Vũ nói nó là dòng column đó các bạn, và con này có khả năng bù lô khá là tốt. Tuy là column nhưng mà củ loa driver nó khá là to, và cái sự cộng hưởng thì cái con này nó sẽ dao động là hoạt động được từ 110 cho đến 20 kHz các bạn ha. Còn nếu mà chúng ta đánh ở cái ngưỡng mà công suất cao hơn, nó sẽ rơi vào khoảng là 2/200 cho đến 18 kHz. Đấy. Đầu tiên thì Vũ cho các bạn coi cái dòng thông số kỹ thuật của cái hãng này, các bạn sẽ rất hết hồn. Các bạn thấy ở đây các bạn, góc phủ của con này là 120 và 130. Thì các bạn nhìn như vậy để Vũ phân tích là 120 là góc ngang và 130 là góc dọc các bạn ha. 30 độ là góc dọc và 120 là góc ngang. Tính ra 120 vậy là độ phủ của con này khá là lớn nha các bạn ha. Góc phủ của nó khá là lớn. Rồi, và các bạn coi ở đây độ nhạy con này là 96 dB. Và cái SPL của con này các bạn thấy không? 134 dB, cực kỳ lớn đó các bạn. 134 dB rất rất chi là lớn. Và cái hoạt động continue của nó là sẽ rơi đâu đó khoảng tầm, nếu mà 134, nếu mà hoạt động ở RMS thì bạn chúng ta sẽ trừ đi 6 dB thì nó sẽ rơi vào 128 dB cho dòng local này, thì tương đối là cao và rất là khủng. Và tất cả các driver, cái driver của dòng này thì đa phần là sử dụng neo các bạn ha. 6 củ mid nè, củ mid 6 củ 3.5 từ neo và 2 củ 2 là chép các bạn, 2 củ 3.5, tất cả là sử dụng đồng trục các bạn ha, đồng trục. Đấy, thì Vũ cho các bạn coi khá là đầy đủ rồi đó. Ok, bây giờ và trọng lượng của con này nó có kích thước như này là 8,3 kg cho một cây, rất là nặng các bạn. Một cây rất là nặng, vì bên trong cái các bạn biết cái hãng SE này, các bạn coi những cái video trước của Thiên Vũ á, là nó có cái củ loa bên trong, nó tuy nó nhỏ nhưng mà cái từ nó rất là dày, nên nó chịu áp lực cao rất là lớn. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng chúng ta sẽ khui hộp cho các bạn xem, rồi lát nữa mình sẽ mở luôn cái con men đi theo bộ với các bạn ha. Đây là con men đây là con men, phải đi bộ các bạn ha. Mấy con này chúng ta không đánh được men khác nha, hãng sản xuất ra phải đánh chung với những cái men đó các bạn ha. Men này là cũng đánh sai lớn nhất luôn, là dòng IA402D đó. IA402D các bạn, amplifier đấy, cũng ship từ Đức về luôn đấy.
Thật ra những cái con này hiếm đó các bạn, thật ra cái dải sản phẩm nó rộng lắm, nhưng mà Việt Nam chúng ta ít đưa về đó. Tại vì Việt Nam chúng ta vẫn thích là loa to đó. Còn những cái sản phẩm mà giải pháp á, thì Việt Nam mình vẫn chưa có, người dùng Việt Nam mình vẫn chưa có quen các bạn. Vẫn thích là cái loa 3 inch, 4 tấc, 5 tấc đồ nhiều, khoái to. Nhưng họ vẫn chưa có gọi là quen được cái việc là loa bây giờ được. Họ đang đi theo cái một hướng vừa hay vừa khỏe, mà thiết kế nhìn nó sang trọng, nó đẳng cấp nữa các bạn. Đó. Việt Nam chúng ta đang tập trung vào cái hướng sự tinh tế nữa, nó không đơn giản là phô ra đâu các bạn. Có những khách hàng mình làm lắp phòng phim, họ muốn là không thấy được cái loa nào, nhưng mà trên thực tế thị trường tổng chúng ta vẫn thích xô loa ra đó, cái kiểu là như vậy. Nói chung là mỗi người mỗi sở thích mọi người ơi, cái này không, chúng ta không có thể đưa ra một cái quan điểm riêng nào được. Thì nói chung là mình là khách hàng mua thì khách được quyền quyết định mọi thứ. Đây cho mọi người coi con này rất là đẹp, chi đẹp các bạn, các bạn thấy giống quen không? Cái thiết kế của nó đây, 8.3 kg cho con loa này đó. Đây các bạn thấy chưa? Rồi bạn có thể quay cận cảnh đó các bạn. À, nó in nè, các bạn thấy nó in không? Đây mình ngồi xuống thì mình hơi đau chân, cái con này nặng quá, nó hơi bị chiếu sáng, các bạn thấy không? Cái bóng các bạn thấy cái bóng nhẹ không? Ở đây đây mình quay đây đó đó, và giữ nguyên góc quay này các bạn thấy không? Nó được in mờ ngay đoạn này các bạn biết không? Cái này là chốt an toàn, cái dây khóa an toàn các bạn. Lỡ mà khi mà chúng ta bắt vào tường á, bốn cái bát này nè là để chúng ta bắt vào tường, mà trường hợp mà bốn cái bát này á mà bị rơi rớt á, chúng ta sẽ có một cái chốt an toàn là một cái dây cáp ở đây, thì nó sẽ giữ cái loa này lại tránh bị rơi rớt vào trên đầu đó các bạn thấy không. Đó còn rắc loa đây các bạn đó, nó những dòng này người ta gọi là những cái dòng thương mại các bạn, nó là những cái giải pháp nên là nó không có cầu kỳ về những cái rắc loa như Canon được các bạn. Nó sẽ làm nhanh nhất tại vì nó có thể những cái loa này có thi công ở những cái độ cao, hoặc là người ta có thể sử dụng số lượng rất là nhiều, nên là muốn cái chế độ mà lắp đặt nó phải nhanh đó, thì người ta sử dụng rắc này cho nó nhanh đó các bạn. Đó, đây. Độ hoàn thiện rất là cao của sản phẩm này. Ở trên đây nó cũng có một cái. Mình cũng rất là muốn mở cái củ loa này ra cho mọi người cùng xem. Nhưng mà hiện tại sản phẩm này là đã được khách trả tiền rồi, nên Vũ chỉ có thể là mở thùng và review giới thiệu cho mọi người thôi. Nên cũng sẽ không có thể mở cái màn lưới ra cho mọi người coi được cái driver. Và thật ra cái này mà mở màn lưới ra cũng hơi khó đó các bạn. Cái phần lưới các bạn thấy không? Nói chung là hơi là khó mở các bạn. Đó, những cái driver nó được sắp chồng và được uốn các góc khác nhau các bạn. Nó cũng giống như bow các bạn ha. Nói chung là cái công nghệ này nó làm giống giống nhau. Độ hoàn thiện rất là sang, từ cái con ốc vít này, cái logo nó làm rất là sắc nét các bạn. Các bạn thấy không? Từ cái logo, từ cái mặt lưới nó rất là chắc chắn và nhìn cái độ hoàn thiện rất là cao. Đấy. Hôm nay là mình cho mọi người trên cái thùng coi shipping từ bên Đức về á, cũng là mất anh China ha. Để một số khách hàng tránh hiểu lầm là cứ chúng ta kỳ thị cái China, thật ra ở nước ngoài họ cũng sử dụng đồ China cũng khá là nhiều các bạn. Chẳng qua là nó chỉ là một nơi nhà máy lắp ráp thôi. Đó. Vũ thông tin cho mọi người. Rồi, con này các bạn thấy không, 129 dB, tức là áp lực rất là lớn các bạn ha. Theo nhà hãng đưa ra, con này các bạn có thể ghép thành một thanh dài 3 cây như thế này, 3 khúc. 3 khúc này thành một thanh dài để đánh cho những cái line mà xa, show xa ra. Đó, những nhà hàng hay những cái view khó chúng ta có thể tận dụng như vậy được. Rồi, ok. Thì bây giờ Vũ sẽ mở thêm một cái comment cho các bạn xem. Rồi, để mình mở cho cái comment cho các bạn xem nha. Rồi. Mình tạm thời để đây đi. Bạn có thể quay sơ đó. Rồi, đây là comment. Đây là các bạn. Đây, một bên tiếng Anh, một bên tiếng Hoa, đó, sản xuất tiếng Anh. Số series cho từng con. Đấy, các bạn thấy chưa? Hãng. Nói chung là có thông tin cụ thể và rất là rõ ràng. Đấy. Ok các bạn ha. Rồi đây. Rồi, đây là cái quy chuẩn VC Pass của SE của hãng. Rồi, mình sẽ mở cái âm ly. Con này các bạn, cái thùng họ đóng rất là chất lượng nha mọi người. Nhưng mà có một cái nó màu trắng á mọi người, rất là dễ dơ. Mấy con này thì ít khi nào mà hãng nhập về các bạn, vì mọi người chưa có chọn. Đấy. Rồi, để mình mở ra.
các bạn. Đây cũng số series, đầy đủ thông tin của mã các bạn ha, đầy đủ hết, chứng từ rõ ràng. Và đây là cuốn catalog của hãng cho các bạn xem luôn. Đây mã, các bạn có thể truy cập cái web để mình coi. Ở đây nó không có để cái web ha các bạn ha. Con này là coi nôm na là một con DSP các bạn ha. Nôm na là nó một cái con phân tầng, phân tầng nằm trong đây đấy. Họ có để cho mọi các bạn xem nè, mọi người thấy chưa? Đó, rồi nguồn của nó nè đấy, các bạn thấy chưa? Đó, nó nhiều thứ rồi. Rồi và trong đây nó có hướng dẫn để chúng ta sử dụng với các bạn đấy. Đó, nó giống như là một con controller mọi người ha. Năm nay nó giống như con controller, mọi thứ là mình sẽ chỉnh trong con này hết cả, chứ không có phải đi qua mấy con khác. Rồi tạm thời bỏ đây, rồi mình sẽ mở cái con này cho các bạn coi. Lâu rồi mình cũng không đập hộp mấy con lạ lạ của SE. Mình SE là mình rất là mê về cái thiết kế của họ. Họ làm rất là đẹp. Và hiện tại rất là nhiều hãng Trung Quốc đang làm cái thiết kế mẫu giống như vậy nha mọi người. Đó, rồi. Để xíu. Rồi, tạm thời bỏ đây. Ok. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó, đây có nút nhấn các bạn. Đó, để chúng ta setup và nút controller. Đấy. Nó là digital các bạn ha. Thì bên trong đây là chúng ta sẽ giải quyết phân tầng cho những cái lo này các bạn ha. Bên trong này nó sẽ không có phân tầng. Đó, mình phân tầng nó sẽ nằm trong cái arm này, bao gồm power, nó là nôm na nó gọi là phân tầng chủ động đó các bạn ha. Còn phân tầng nằm trong kia gọi là phân tầng thụ động các bạn ha. Đó, con này chủ động chúng ta có thể rót được cái lo này đánh ở giải nào, giống như Nexo cũng có những con controller như vậy đó. Đó. Còn mặt bạn hơi quay cận đánh nè, cái độ hoàn thiện từ cái con ốc các bạn coi thương hiệu của SE đây. Bạn thấy nó bằng không? Từ con ốc rất là bằng phẳng, nó không lệch một bên, mà cái nhôm, cái phần phay xước ở phần phía trước nó cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là rất chi là sang luôn các bạn. Đó. Các bạn có thể lia này, đấy. Rất chi là sang luôn. Đẹp. Đây là cái mặt hiển thị. Đó. Rồi, ok, phía sau. Đây, các bạn coi phía sau. Đấy. Cho bạn coi nè. Thấy chưa? Đó, bạn có thể lia, đây số email trên thùng cho đến sản phẩm, nguồn gốc, đầy đủ chất lượng, đấy, rắc, đồ này nọ, đầy đủ hết, đó. Rồi, bên đây, rất là xịn sò đúng không các bạn? Bạn quay gần cảnh đây giúp mình. Đây, ok chưa? Rồi, ok. Thì đó, đây là mình đã ngày hôm nay mình cho... Và đây nó cho mình cái miếng dán các bạn. Chúng ta sẽ dán bốn cái chân ở đây để chống chạy ở phần mặt đế này, cũng như là tạo cho nó cái khoảng không để khi mà hoạt động nó nóng, nó sẽ thoát nhiệt. Những cái bạn mà trong tận dụng video này thì các bạn lưu ý, những trường hợp mà chúng ta trồng máy thì chúng ta nên tạo ra những khoảng hở ít nhất cũng phải là 2 phân, để cho cái máy khi mà hoạt động liên tục như vậy thì nó sẽ có thể thoát được cái tản nhiệt và giúp cho cái máy bạn nó sẽ bền hơn, cũng như là máy sẽ hoạt động tối ưu hơn, tránh trường hợp là máy nóng. Nó sẽ máy nóng thì đương nhiên rồi các bạn, điện thoại xài mà chúng ta máy nóng thì nó sẽ hơi bị lắc, còn thiết bị mà xài mà máy nóng quá thì nó cũng sẽ đương nhiên nó dễ bị out, có tiếng nó không còn ngọt như mình mong muốn nữa. Đó, thôi các bạn thấy đấy, để mình cắm điện cơ bản cho các bạn ha, tại vì mình cắm điện cho mọi người coi, để mọi người chờ mình xíu. Đây các bạn thấy chưa à? Rồi bạn, mình sẽ tắt nguồn nha. Tắt nguồn nó không bao giờ gọi là tắt đột ngột các bạn. Đó, bạn coi nè. Bạn ơi, bạn có thể quay xa ra lấy được cái nút công tắc này và cái màn hình này. Nó bảo để những cái công tắc như thế này đó, là nó luôn có một sự dự trữ là để tránh cái nguồn mình bị xung đột á. Tắt nguồn sụp nguồn nghe nè. Nó mới lên nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, ok, giờ mình tắt nha. Tắt công tắc này nhưng mà nó sẽ không tắt nguồn đâu. Đấy. Nó sẽ tắt chớp rất là sang, đẳng cấp các bạn. Đây. SE rất là nhiều giải sản phẩm dành cho môi trường các bạn. Đó. Ok. Đó các bạn thấy không? Nút control nè. Đó, master volume nè, gain nè. Đấy. Channel gain nè các bạn.
mình thể nhấn vào nè, để mút nè, tắt đi nè. Đó, rất là đầy đủ. Cái con này nhìn rất là đơn giản các bạn. Cái này mình sẽ có mất thời gian để chúng ta vọc các bạn. Đấy. Đó, chúng ta nhấn vào, nó có hướng dẫn mọi người, đây là control nè. Đó, nhấn vào thì nó sẽ như nào nè. Đó, nét qua nè. Đó. Được chưa? Channel output nè. Đó, tiếp tục nè. B nè. Channel AB nè. Đó. Nói chung là chúng ta sẽ cần phải setup cái này lại, chế độ phát này chúng ta chưa có xử lý controller trong này các bạn thấy không? Chúng ta có thể lưu được nhiều cái file nữa. Chúng ta có thể tinh chỉnh được nhiều cái file nữa. Đấy. Đây các bạn, ở đây mũi tên khi mà mình xoay á, thì chúng ta muốn chỉnh cái nào á, thì khi mà chúng ta xoay cái này các bạn thấy nó sẽ nhảy không? Đi nét tới nè, back về nè, hoặc chỉnh phần trên mút nè. Nói chung là về thao tác thì thật ra nếu những sản phẩm mới sau này á, chúng ta chịu khó, chúng ta sẽ để ý những cái phần này, cái thao tác của nó thì chúng ta sẽ quen thôi. Còn nếu mà mới về á, mà chúng ta nhìn hơi khó chứ thật ra nó cũng dễ các bạn. Nó chỉ có vài cái cơ bản, nó giống như là on nè, off nè, các bạn thấy không? Đấy, off liền nè. Các bạn thao tác được nhiều dòng digital á, thì thật ra những dòng digital, những cái thao tác mà một nút control này nè, nó rất là dễ, nó không khó đâu. Chứ chúng ta mất khoảng tầm 5 đến 10 phút là chúng ta sẽ hiểu được cái quá trình cân chỉnh nó như thế nào liền. Đấy, mình sẽ mở lên nha. Rồi ok, tức là mình nhả rồi, nhấn vô là đã nhả rồi nè. Mình nhấn vô hiện dấu sao nè, mình hiểu nè, là nó đã bây giờ bắt đầu chỉnh on off nè. Đó. Còn bây giờ mình off đi nha. Rồi bây giờ mình ví dụ mình nhấn vào nó xả ra, mình thể di chuyển qua chỗ khác, mình chỉnh tới phần nét, mình nhấn vào. Đó, nó sẽ đi qua. Đó, kênh A, kênh B đã bị mute nè. Bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Bấm lên đây. Đó. Chúng ta xoay. Đó, nó không di chuyển. Nó tiếp. Này, chỉnh với phần gain dB nè. Nhấn enter vào nè, hiểu nè. Đó các bạn thấy chưa? Rất là dễ hiểu các bạn, chỉ cần chúng ta mất 5 đến 10 phút vọc với những dòng digital thôi là chúng ta hiểu cái cơ chế của nó thì chúng ta khỏi xài được rồi. Ok. Rồi, hôm nay là Vũ đã review sơ cho các bạn về một cái dòng sản phẩm này. Và cái combo này mình sẽ đánh với súp MF3. Hiện tại cái súp của hãng này thì nó giá thành nó khá là đắt, nên là mình đã cân đối cái chi phí cho khách hàng cùng là một hãng luôn. Nên và hãng này đánh cũng giải cũng khá là rộng, nên mình sẽ tận dụng lại, mình sẽ lắp cho khách. Đó. Rồi, thật ra nó có một dòng riêng của dòng IC của súp luôn các bạn ha. Ok. Rồi. Các bạn sẽ theo dõi cái sản phẩm này, mình sẽ test âm thanh cho các bạn trong cái quá trình mà lắp đặt cho khách hàng trong ngày mai, ngày mốt gì đó. Thì Huy sẽ đi lắp và sẽ quay lại cái đoạn video test nhạc thì mọi người có thể trải nghiệm cũng như đánh giá âm thanh qua cái video đó. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn. Và Vũ sẽ chia sẻ những cái thông tin sản phẩm nó chân thật nhất và nó đúng nhất cho mọi người cùng xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn.